Chào ban giám khảo, thầy cô và các bạn. Mình tên là Huỳnh Thị Đan Phương, còn đây là bạn La Thị Hương. Chúng mình đến từ trường Đại học Văn Lang. Dự án của mình thì bắt nguồn từ cái nhu cầu của bản thân đó. Các bạn khi mà mới vào đại học thì thường sẽ không quen biết nhau và rất là e dè khi phải làm việc với nhau, thì sẽ không hợp tác tốt và cái hiệu quả đem lại trong việc học cũng không tốt. Và nếu mà mình có một cái không gian để giải trí cùng nhau thì cái việc tương tác giữa bạn bè nó sẽ tốt hơn và đem lại kết quả tốt hơn trong việc học tập. Những cái mô hình cà phê thông thường hiện tại thì theo mình nhận thấy tập trung vào việc thiết kế cái không gian và cái tiện ích như là mạng wifi để mọi người có thể lướt web hoặc là làm việc. Và thường thì đến những cái quán cà phê như vậy thì mình sẽ rất là thụ động. Mình thì muốn là tạo ra một cái không gian năng động và kích thích sự sáng tạo của giới trẻ hơn. Đến với Fly High thì khách hàng có thể vừa thưởng thức nước uống và vừa có thể trải nghiệm và tham gia các trò chơi vận động và trí tuệ. Trò chơi vận động thì có thể kể đến như là cờ vua vận động hoặc là caro vận động, rút gỗ lớn. Còn trò chơi trí tuệ thì có thể là các board game, các khối gỗ Nhật Bản, các trò chơi giải đáp và giải mã. Chúng mình sẽ hợp tác với công ty Tia Sáng và công ty Board Game Việt. Các đơn vị này sẽ cung cấp các sản phẩm trò chơi game chính cho các dịch vụ của bên mình. Tiếp theo đó là công ty Fresh Food, là đơn vị này sẽ cung cấp các nguyên vật liệu đầu vào để chúng mình sản xuất đồ uống. Nhân viên của cửa hàng sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ với khách hàng. Nhân viên sẽ tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho khách hàng về cách chơi game và như thế nào nếu mà họ không biết. Nguồn lực để thực hiện dự án Fly High bao gồm nguồn lực tài chính gồm có vốn góp và vốn vay ngân hàng, nguồn lực nhân sự và có hai nhà đầu tư, đồng thời cũng là hai nhà sáng lập của dự án này. Khi đi vào hoạt động thì dự án này cũng cần thuê thêm nhân viên làm theo giờ. Ngoài ra để dự án đi vào hoạt động, chúng tôi cũng cần có các nguồn lực về máy móc trang thiết bị và các nguồn công cụ dụng cụ khác. Để thu hút lượng khách hàng trực tuyến, chúng tôi hợp tác với các ứng dụng như Lazada và iFi để khách hàng có thể lựa chọn thời gian tới quán chơi và lúc nào cho thuận tiện. Để tiếp cận khách hàng và truyền thông dự án tới mọi người, chúng tôi xây dựng fanpage và đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội. Doanh thu của quán thì đến từ việc cung cấp dịch vụ trò chơi cũng như là từ việc bán thức uống, từ việc cho thuê mặt bằng. Thì dựa vào bản tính doanh thu và chi phí thì nhóm cũng tính được cái dòng tiền của dự án trong 5 năm và nhóm cũng tính được cái giá trị dòng tiền ròng của dự án dương thời gian hòa vốn là 32 tháng và tỷ suất sinh lợi là hơn 37%. Sau khi thực hiện phân tích thị trường và việc tính toán tài chính thì nhóm mình đã đưa ra những kết luận, đó là dự án này có nhu cầu trên thị trường và có tính khả thi về mặt tài chính.